tìm kiếm một thiết kế với kiểu dáng trẻ trung, màu sắc nổi bật và đặc biệt là không kém phần sang trọng thì chắc chắn là các quý cô không thể bỏ qua mẫu thiết kế mới nhất đến từ thương hiệu nhà Melia ngày hôm nay rồi. Với tông màu đỏ, chắc chắn khi mặc lên là làn da của chúng ta đã được nâng tông đúng không nào? Và bên cạnh đó, thiết kế lần này sẽ có sự mới mẻ khi kết hợp giữa hai nền chất liệu gen hoa cao cấp và chất liệu taffeta để lên một form dáng vô cùng đẹp như thế này. Và với form dáng váy chữ A thì Lan Anh tin chắc rằng mọi khuyết điểm của các quý cô sẽ được che giấu hoàn toàn và khiến cho tỷ lệ cơ thể của chúng ta trở nên đẹp nhất đấy ạ. Vậy thì còn chần chờ gì mà các quý cô không xin ngay một thiết kế đẹp như thế này về tủ đồ của mình nhỉ? Mọi người có thể vừa mặc đi làm này, đi chơi này, đi dự tiệc này, ứng dụng đa hoàn cảnh luôn. Nếu như các quý cô có thời gian thì xin mời mọi người sẽ ghé thăm các showroom gần nhất của Melia trên toàn quốc nhé. Còn không có thời gian, hoàn toàn mọi người có thể đặt comment ngay trực tiếp dưới video này. Khi mua hàng online thì các quý cô đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và được miễn phí ship đấy ạ. Melia, mặc đẹp để thành công.